Vâng, các bạn ạ. Vì sao thì video nào thì Tuấn Anh cũng nói là các bạn hãy bấm vào nút like và đăng ký kênh trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Vì sao ạ? Tại vì khi các bạn đăng ký, các bạn like video, bật chuông thông báo lên thì các bạn luôn luôn nhận được những cái video mới về, cũng như là những cái video như thế này. Những chiếc xe như thế này đang có chương trình cắt lỗ giảm giá tri ân khách hàng để cho mọi người có thể là xem và mua được những chiếc xe hợp lý nhất khi nắm bắt được đúng thời điểm. Các bạn không mất gì, chỉ cần bấm vào nút like và đăng ký kênh trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô thôi. Thì khi có những chiếc xe rẻ, xe tốt, những chiếc xe sập sàn cắt lỗ thì sẽ được đưa đến cho mọi người. Vâng, đây là một chiếc xe mà các bạn đang có nhu cầu đây. Đó là một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.1. Chiếc xe này đang đăng là 155 triệu và ngày hôm nay thì em Tuấn Anh lại giảm giá sập sàn cho mọi người với giá 136 triệu đồng. 136 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Hyundai Getz. Vâng, nếu các bạn nào mà đang có nhu cầu cần tìm về chiếc xe này và đang có nhu cầu mua mà đang phân vân về cái giá rất là cao, thì đây là một chiếc xe rất là rẻ và đang có nhu cầu tri ân khách hàng cắt lỗ sập sàn để cho các bạn có thể có những chiếc xe rẻ, xe tốt để đi. Biển 38A342778 là chiếc xe, biển số của chiếc xe Hyundai Getz màu bạc 2008. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản đủ 1.1. Một chiếc xe thì con này thì 100%, và Tuấn Anh khẳng định nó đã qua taxi dịch vụ rồi, nhưng mà chất lượng của chiếc xe thì khá là đẹp. Giá của nó chỉ bằng nhỉnh hơn một con Spark một chút thôi, hay nhỉnh hơn một con Innova, một con Morning ra thôi. Nhưng mà nó là một chiếc xe nhập khẩu và rộng rãi hơn rất là nhiều. Và dòng Hyundai thì các bạn biết rồi, Hyundai Getz thì các bạn biết rồi. Vâng, con này thì tên tư nhân, chính chủ biển Hà Tĩnh rồi. Trước đây thì nó qua dịch vụ và taxi rồi, nhưng mà xe còn rất là đẹp và cứng xe. Với cái tầm tiền 138 triệu đồng thôi thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Thì chắc chắn với Tuấn Anh, 136 triệu đồng là chắc chắn là các bạn sẽ không mua ở đâu được với một cái xe rẻ như thế. Vâng, xe thì dọn dẹp một cách sạch sẽ và đẹp đẽ rồi, để đây khá lâu rồi, đang bán 155 triệu đây. Không tin thì các bạn nhìn đây ạ. Vâng, bây giờ em cắt gần như là gần 20 triệu. Thì thực ra các bạn biết là một chiếc xe mà nó chỉ có hơn trăm mà cắt gần 20 triệu thì các bạn biết là lỗ rồi, không thể nào mà lãi được nữa rồi. Vâng, với giá như vậy thì bên em sẽ không bao cái gì cho các bạn và chỉ có rút hồ sơ cho các bạn thôi. Anh em nào mua được thì mua, không mua được thì thôi, anh em hẹn con khác, chứ không thể nào mà giảm giá được thêm nữa rồi. Vâng, các bạn nhiệt tình thì các bạn cứ alo trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Vâng, các bạn không được mua được mẫu này thì các bạn hãy cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng một lượt like để đăng ký đi, để cập nhật tất cả cái dòng xe mới về. Đó, biết đâu thì không phải mẫu xe này tri ân thì các bạn không thích, nhưng mà sẽ có những chiếc xe các bạn thích hơn. Và Hyundai Getz thì các bạn nhìn thấy form dáng rất là đẹp, hệ thống sơn xi của nó khá ok, đèn đóm của nó rất là đẹp, điều hòa mát, xe trang bị cả màn hình cam lùi, dàn 4 lốp của nó thì cũng còn tương đối, được khoảng tầm 70-80% gì đấy, rất là mới, 70-80% gì đấy các bạn nhé. Xe rất là đẹp và cứng xe, cứng đét cho người luôn. Đèn hậu của chiếc xe, đèn đóm của chiếc xe thì khá là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đèn đóm rất là sạch và đẹp. Đấy, các bạn thấy đăng kiểm ra đến tháng 8 năm 2021. Nói chung là dòng Hyundai Getz này thì thực ra nó cũng chả có cái option gì nhiều. Cái cơ bản là điều hòa mát, máy gầm chất, sơn xi đẹp, không đâm đụng tai nạn. Đấy, còn taxi chắc là Tuấn Anh đã nói rồi, nó là taxi ra rồi, điều hòa rất là mát luôn nha các bạn nhé. Nóng này mà các bạn mua xe điều hòa không mát thì vứt. Nhưng mà thực ra cái điều hòa thì nó chỉ một là hết ga. Đấy, thế thôi, chứ còn đâu thì không có vấn đề gì. Điều hòa thì nó rẻ thôi. Nếu mà thay một cái lốc bãi thì giờ tầm khoảng 3 triệu rưỡi gì đấy. Vâng, con này thì đinh bấm dàn giật, cột kèo của nó còn zin hết. Đó, xe rất là đẹp và cứng xe. Đó, bỏ ra số tiền thì hơn 100 triệu một chút thôi, các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe này. Đó, nhập khẩu 2008 số sàn, bản đủ 1.1. Keo chỉ của nó thẳng tắp một đường, zin như kẻ chỉ luôn. Gọi zin như kẻ chỉ. Nội thất hàng ghế thứ hai thì cũng như hàng ghế thứ nhất thì khá đẹp và sạch sẽ, mịn màng. Trần nỉ nguyên bản bọc một lớp ni lông, rất là ok cho mọi người. Sàn chiếc còn rất là sạch. Đó. Đấy, các bạn còn chờ lại gì nữa mà không đến với Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng để trải nghiệm về chiếc xe này. Các bạn nhé, lốp lác của nó rất là đẹp luôn. Vâng, đây là phần cốp đít, tất cả đều rất là đẹp. Đây là đình chỉ đít, cột, thông, sau, và còn nguyên bản không có bị mất chỉ. Đấy, kích kiếp của lốp dự phòng của chiếc xe và cái khoang cốp của nó thì các bạn đây, còn nguyên zin, không có bị đâm đụng béo mó, không có bị ngập nước gì cả các bạn nhé.
gầm bệ chiếc xe, các bạn nhìn thấy. Vâng, rất rẻ, chỉ hơn 100 triệu chút thôi. Có một chiếc xe để đi, điều hòa mát rượi, tránh mưa tránh nắng, rất là đẹp cho mọi người, đúng không ạ? Nhỏ gọn xinh xinh. Và tiết kiệm nhiên liệu, dòng này thì cá tiết kiệm nhiên liệu rồi. Dòng xe của Hà này chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, nhập khẩu rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Quay qua thôi, trời thì rất là nắng nhưng mà Tuấn Anh vẫn phải quay. Vì khi có chiếc xe cắt lỗ là Tuấn Anh lại phải quay lên cho mọi người. Biết đâu thì các bạn lại đang theo dõi kênh của Tuấn Anh, đang chờ Tuấn Anh xem có một chiếc xe nào đó cắt lỗ tri ân khách hàng thì các bạn đã sẽ ới Tuấn Anh ngay, đúng không ạ? Còn nếu các bạn không mua, hay là nếu mà tình cờ có đi qua cửa hàng của Tuấn Anh, địa chỉ là thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, ngay trên trục đường quốc lộ 10 hướng đi Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, và đối diện với ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng, thì có thể ghé vào qua Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, uống cốc nước chè, uống cốc nước lạnh, lúc nào cũng là miễn phí và lúc nào cũng hân hoan chào đón tất cả mọi người, anh chị em và khách hàng cùng qua, cùng giải khát, cũng như là ngắm xe cùng Tuấn Anh. Vừa nói về chiếc xe này thì cũng được trang bị thêm cả màn hình, đầu đài và cam lùi, đăng kiểm dài và nội thất khá đẹp, bô lăng 4 chấu, mỗi tội sắp hết xăng. Xe chạy được 15 vạn, hệ thống gương kính chỉnh điện rất là ok, led căng như soli luôn. Vâng, còn chờ gì đợi nữa mà cao còi. Hệ thống gương điện đầy đủ hết các bạn nhé, hệ thống tắp lu tắp ly lỉ rất là đẹp, tắp ly của nó cũng khá là ok. Bật 138 triệu, chả hiểu tại sao thì xe đẹp mà lại cứ phải cắt lỗ. Thứ nhất là nó phải vía rồi, thứ hai là chả biết làm sao, hay là nó có một cái duyên nào đó với một cái vị khách hàng nào đó và mua được một cái giá nào đó hợp lý hơn thì sẽ về, chiếc xe này sẽ về mới chủ của nó, đúng không ạ? Khi chưa gặp được chính chủ, chưa có duyên thì chiếc xe vẫn nằm ở đây. Có khi các bạn có duyên, các bạn sẽ phải mua đắt hơn, về cái các bạn mua ngay với giá 155 triệu, nhưng mà không có duyên thì chiếc xe lại phải tìm với một cái, một anh chủ nào đó có duyên với chiếc xe này, mà tầm tiền thì chỉ có hơn 130 triệu thôi. Đấy, đấy là cái duyên, gọi là hữu duyên thiên lý thì lăng tương ngộ các bạn nhé. Đấy, những đôi mà chết dấp bờ tre, cái duyên đã định thì trời xe nó vào, đúng không ạ? Đấy là những câu nói rất là hay, và những câu ca dao, câu thơ rất là đẳng cấp vào tục ngữ Việt Nam luôn, và chuẩn 100% luôn các bạn nhé. Đấy, bây giờ ta sẽ kiểm tra cái phần khoang máy và xem cái gạt mưa của nó còn hoạt động không. À, vẫn còn hoạt động, nước vẫn phun phè phè luôn, mát rượi luôn, đúng không ạ? Đấy, bây giờ ta sẽ kiểm tra phần khoang máy nhé. Vâng, đây là tổng quan về máy móc của chiếc xe. Máy của nó thì rất là ok. Chân máy của nó rất là đẹp. Và tất cả những cái ụ giảm sóc, cái bầu vách của chiếc xe đây cũng nguyên bản. Máy của nó lổ rất êm, đang đóng điều hòa mà lổ rất êm luôn các bạn nhé. Máy thì cái dòng này taxi ra thì tất nhiên là cái măng do mặt dàn cò này nó sẽ phải thay rồi, vì nó chạy quá nhiều thì nó sẽ ngấm dầu, rửa dầu, rỉ dầu thì phải buộc phải thay cho nó khô ráo. Và máy thì vẫn để bẩn nguyên. Còn tất cả những cái ốc chân máy của chiếc xe đây các bạn có thể nhìn thấy vẫn là chấm sơn của nhà sản xuất, không có đâm đụng tai nạn nặng, không có đâm đụng và không ngập nước. Cabo của nó thì rất đẹp. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng lại review cho các bạn một chiếc xe để tri ân khách hàng, đó là một chiếc Hyundai Getz giá 136 triệu đồng. Anh chị em và các bạn nào quan tâm về dòng này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.